Ở đây là cái gì của Đồng Tháp hả anh Tuấn? Tiền Giang. Tiền Giang. Ở đây Tiền Giang hả? Cái gì của Tiền Giang? Cái bè Tiền Giang. À, cái bè hả? Cái này là vườn này là 4 năm mấy tháng hả anh? Chưa, tháng 11 này mới được 4 năm. À, tháng 11 4 năm. Làm với anh Tài là từ khi nào? Mới hồi Tết này hả? À, hồi Tết là bữa nay mới được 9 tháng hả? 10 tháng, 9 tháng. À. Nhưng mà hồi đó thì cũng có làm rồi. À. Cũng có làm rồi nhưng mà ngưng. Không có ngưng cũng liền tôi cũng có định kỳ cái thứ hoài thì ha. À. Nhưng mà nó cái vụ sâu gầy gãy mới không được. À. Cứ 4 tháng là tôi cũng gãy hữu cơ không nhưng mà từ đó giờ không có gãy VB nha. À. Không có gãy khóa học. À. Là hữu cơ không. À, nhưng mà lúc đó vẫn bị gầy hoài. Bị gầy hoài. Rồi bắt đầu anh làm từ hồi Tết tới giờ thì rồi mấy gần đây là có xịt không? Không. Tháng là ít nhất là như từ hồi tới giờ là cho anh thấy giờ là 4 lần ạ. À. À thì từ tới giờ xịt có 4 lần thôi. 4 lần à, xịt công thức côn trùng bằng cái TS. Còn dưới là tưới không à. À. Chỉ có cái cơ này là chúng ta xác định là làm bông. À. Rồi chúng ta mới xịt. Nên tại vì sao? Tại sao tôi hỏi cái này? Tại vì tụi nó nói là tất cả các vườn đẹp là phải có xịt bảo vệ thực vật, nhưng ông tôi uống xạo thôi. Ở đây muốn nói cái này này cả nhà, tức là khi mà chúng ta phải bảo vệ, nhưng mà riêng cái đằng này chúng ta không thấy sâu rầy hết đó, nhưng mà tại vì sắp tới phải làm bông nên phải xịt, thì cả nhà thấy nè, khi chúng ta làm bằng hữu cơ đó thì cái độ đồng đều của nó rất là cao, nhưng mà nó sẽ có một số cây nó khỏe nó ra cơ trước nè, thì nông dân nhiều khi nóng ruột á là phun cho cả vườn thì không có sao hết, nhưng mà chúng ta sẽ tốn hết mất một lần phun, tại vì cái này là nó rất là khỏe này cả nhà, nên chúng ta đợi, tại vì những cây khỏe thì mới ra cơi trước ha. Đấy thì đừng có vì mấy cái cây này mà chúng ta phun cả vườn. Nhưng ví dụ như mới làm ở Thuận Thiên á, mới có vài tháng á thì bắt đầu hơi búp búp về chúng ta phải phun nè, cái cây làm bông á. Đấy rồi sau này chúng ta đợi nó ra rồi chúng ta sẽ phun nha. Đây là chúng ta sẽ tiết kiệm cho người nông dân là như vậy. À, nên là chúng ta thấy là trong vườn chúng ta mà những cây nào mà ra lá trước nè là những cây khỏe. À, chứ không biết nó không thể ra một lượt được đâu. À, thì chúng ta đợi cái lá nó mở ra, à, chúng ta mới bắt đầu phun. Đấy, ví dụ như cái cây này là chuẩn bị như cái chuẩn để chúng coi, để chúng kiềm cái cây mà chuẩn cho cả nhà nha. Đấy, như cái cây này cũng có thể là phun được cái này đó, nhưng mà mấy cây này nó chưa, cái này cái nhà mấy cái này nó chưa, thì chúng ta đợi, vì chúng ta đừng có sợ rằng là cái cây nó ra trước rồi chúng ta phun, tại vì phun nó phải đúng và trúng, tức là nó phải đúng là đúng về nồng độ này, đúng về thời điểm này, và trúng là nó phải trúng cái con rầy, mà nó chưa có rầy mà chúng ta phun cái gì đó. 70 cây đấy, nên cả nhà thấy là nếu ở đây đất ở đây là xấu nha cả nhà, đất ở đây nó giống như đất cây lậy, ốc quá trời ốc, thấy không, đất nó sét, cái chân đất nó sét. À. Ừ. Đấy, ví dụ như cây này đó, như cây này thì chúng ta có thể bắt đầu là đợi thêm vài ngày nữa mới được đó, như cây này nè, đợi vài ngày nữa chúng ta phun luôn ha, thì chúng ta phun một cử thôi. Tôi nói lại, trừ những cái vườn nào mà mới bắt đầu làm Thuận Thiên, nội sinh cây nó chưa cao đó, tức là cây nó không cái hồng hào như thế này đó, thì chúng ta mới phun hai lần thôi. Còn cây nó đã hồng hào rồi đó thì không có lý do gì phải phun hai lần cả. À, nhưng mà kỹ thì nên phun hai lần, nhưng mà hai lần thì nó tốn tiền ở nông dân thôi đó. Và cái này thì công thức nó khoảng 300ml là an toàn rồi, không cần 500 tới 400, để chục cây. Nên là người nông dân không phải nóng ruột vì bởi những cái cây mà nó ra sớm rồi chúng ta lại không đợi những cây kia mà chúng ta phun, như vậy chúng ta phải phun hết hai lần. Cái nhà thấy ấy, trồng nó phải như thế này, mà đất ở đây bị thiếu nha. Cái này ăn cái vụ này rồi xong rồi mình phải bơm xin vào đây, xong rồi sau đó mình phải, nếu nhà có điều kiện thì đưa luôn, và sắp tới đợi cái cỏ nó cao lên ha, tại vì cơi sâu mà chúng ta làm bông cơi sâu, nhưng mà đợi cỏ nó cao lên chúng ta để đất nó lên. Đây một gốc á thì chúng yêu cầu khoảng một khối. À, mình sẽ kiếm cái cây mà nó không khỏe thì nó sẽ ra
ra cây muộn. Mà đây cái cây nào cũng khỏe hết trơn. Ghê không cả nhà. Đấy. Đấy, tôi về miền Tây rồi đó. Xin thưa cả nhà là tôi đã làm clip tôi nói rồi. Để bây giờ dân cây lại là đổ lại, đổ về thùng thiên nhiều lắm. Tại vì cứ xài hóa chất thì không được. Cứ xài sinh học xong xài hóa chất thì không được. Thì công ty buộc phải bỏ thôi. Là như vậy. Ghê không? Bơm đất nên nó bị thiếu đất này cả nhà thấy không? Nó bị thiếu ha. Mà cái vùng này không có đất thì buộc phải là bơm ngoài kia vào mương đây xong lấy đây đưa lên cho mỗi cây khoảng một khối nữa để dìu cái rễ từ trong nó. À, để dìu từ cái rễ từ trong nó ra chứ nó bị thiếu đất nè. Cả nhà thấy đây nó bị thiếu đất nè. Nè, đây bị thiếu đất nè. Đấy, chúng ta lấy hữu cơ mua sự yên tâm thôi. Là như vậy. Đây này, những cái cây á mà cái gốc mà nó vẫn còn chưa thấy nó nở không? Nó rạn da thay da đổi thịt như thế này thì lại kêu bị bệnh. Thì cái gốc mà bây giờ nó nhỏ thì cái quá khứ khi trồng nó là cái gốc lớn, tức là Việt Nam ham to. Đấy, thì những cái gốc này nó cái gốc mà bây giờ mà chúng ta thấy nó nhỏ thì cái quá khứ của nó là cái gốc nó lại to. Nên chúng ta không có cần phải trồng gốc to nó tốn tiền, mà chúng ta chỉ chọn cái này. Chúng nói ví dụ này, như cái cây này, cái gốc nó thắt lại thế này thì cái quá khứ nó lại to, cái quá khứ của nó cái gốc nó lại to đấy. Và cả nhà thấy không, khi gốc nó tốt nè ha, gốc nó già nè thì trên này có rêu nè. À, thấy không em, thấy Dương đó, thấy không, trong cả cái vườn này có một cây này có rêu nè. À, và chúng ta làm bằng hữu cơ sinh học thì không có lý do vì phải bấm ngọn. Còn nếu chúng ta làm bằng hóa chất thì trong cái mùa mưa này buộc phải bấm ngọn. Tại vì nội sinh nó không cao thì nó sinh ra nấm, nấm bệnh ha. Này, đây là sự thay da đổi thịt nè. Đấy, con nít á mà các cái nhà giàu á mà tuổi dậy thì mà nó nhanh lớn á, là cái bắp chân của nó này, thịt của nó rạn hết. Đây nè, đó. Làm bằng hóa chất độc hại là không bao giờ có cái chuyện này. Nếu pH không khỏe, đất không khỏe thì không bao giờ có cái đấy. Mà chúng nói rất rõ là đây là một cái mùa, một cái năm mà sẽ mưa. Thì nếu mà nội sinh mà không cao thì sắp tới không thể giữ trái được. Nên năm rồi ha, chúng ta đã bật co với nhau ha. Đây, nên mà các ông đừng có nói gì trơn á. Các ông phải làm sao mà cho mưa mà vẫn giữ trái được nông dân. Đã không? Đó. Thì những kẻ không hiểu biết nó là bị tét thịt. Thì đấy, bật co tiếp cho năm đây đi. Thú vị đấy. Tôi nghe bảo mà nghe mưa mà hưu tới Tết luôn. Thì chúng ta đó, chúng ta phải giữ trái cho nông dân mới là quan trọng, chứ không phải là rồi ăn cây mít này. Ăn cây mít này sang năm là phải cắt cây mít này và lắp cái học này lại. À, lắp cái học này lại. À, anh Trắng học với hai cây mít nè. À, ăn xong chưa sao hết, ăn hết cái xăng năm, phụ trái xăng năm hay cắt, tại vì nó đã trắng học rồi. Dạ, và sau đó bơm lại vào đây ha, bơm phụ đó. Mít nó khỏe mà, mít nó khỏe. Dạ, mít anh tưới nào với cao hữu cơ nước đó, đúng không? Đúng rồi, khỏe lắm, rất là rẻ, nó khỏe lắm, không cần. Tại vì không cần. Đây nè, thấy không? Chỉ có cái nhà giàu á, con nít nhà giàu á, khi dậy thì á, thì anh thấy bắp chân của nó rạn ra không? Thịt nó xé ra mấy đứa mà nhanh lớn á. Đó, đâu có gì đâu, hoàn toàn không bị gì hết. À, nhưng mà mình làm cái điều này tốt thì tụi nó lại nói làm của tuần thiên cây bị rách thịt. Con nít nhà nghèo đời nào mà có như vậy. Rồi, thôi tính chào, nên cái cơi ha, xác định cái cơi để phun cho đỡ tốn tiền thôi, chứ nông dân phun được hai lần thì tốt hả. Cây này không biết cây gì không biết. Rồi, tiếng chào cả nhà, mê không nè, quá khứ nó cũng bị ít nè, kể nó đâu có sao.
Rồi.